chào tất cả quý vị đang xem video clip của Saigon Four. Kính thưa tất cả quý vị, hơn 23 năm hình thành và phát triển, thước đo của sự thành công của Saigon Four đó chính là sự hài lòng của khách hàng. Mà Saigon Four chúng tôi luôn luôn trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp của khách hàng, dù là khen hay là góp ý những cái vấn đề chưa tốt để chúng tôi hoàn thiện hơn. Và ngay lúc này đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo chân Hạ Vi để có thể giới thiệu cho quý vị những cái phần mềm đánh giá giúp cho tất cả quý vị có thể dễ dàng feedback cùng với Saigon Four. Quý vị thân mến, và bây giờ trên tay của Hạ Vi đang là phần mã QR code, và quý vị có thể dễ dàng tìm thấy được phần mã QR code này trên rất nhiều nơi ở Saigon Four. Đầu tiên đó chính là những bàn tiếp khách khu vực ngay chỗ quầy cố vấn dịch vụ, quầy chăm sóc khách hàng và cũng như là ngay chỗ quầy thanh toán. Chính vì thế mà quý vị cũng sẽ dễ dàng thoải mái để có thể tìm được mã QR code này và gửi feedback, gửi những đánh giá cho Saigon Four. Những bước đánh giá của chúng tôi như sau. Giờ đây Hạ Vi sẽ hướng dẫn cho quý vị nhé. Quý khách hàng thân mến, và đầu tiên thì chúng ta sẽ mở camera của mình lên. Sau đó chúng ta sẽ quét vào mã QR này. Khi mà chúng ta quét vào mã QR thì chúng ta sẽ thấy một cái đường link hiển thị lên. Ở đây, quý khách hàng có thể thấy được là đây là đánh giá khảo sát chất lượng dịch vụ tại Saigon Four. Tiếp theo chúng ta sẽ điền họ tên của mình vào, số điện thoại cá nhân để chúng ta có thể dễ dàng liên hệ với quý khách khi có việc cần hỗ trợ. Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn dịch vụ mà chúng ta đang thực hiện tại Saigon Four. Ví dụ như là dịch vụ mua xe mới, bảo dưỡng xe, sửa chữa xe, bảo hiểm hoặc là lắp phụ kiện hoặc là những cái mục khác gì đó vân vân. Ở đây Hạ Vi sẽ chọn thử một mục đó là bảo hiểm. Và mức độ hài lòng chúng ta có rất nhiều những thang về chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên là Hạ Vi rất là hài lòng về Saigon Four cho nên Hạ Vi sẽ đánh rất hài lòng. Và chúng ta sẽ chọn tiếp. Quý vị lưu ý rằng chúng ta phải nhấp vào một lần nữa là gửi. Thì Saigon Four chúng tôi mới nhận được khảo sát này của tất cả quý vị. Và cho đến khi mà hệ thống hiển thị là xin cảm ơn quý khách đã dành thời gian làm khảo sát chất lượng dịch vụ, thì khi đó đồng nghĩa rằng Saigon Four chúng tôi cũng đã ghi nhận được khảo sát của quý vị rồi. Chính vì vậy mà đừng quên bước cuối cùng là hãy bấm gửi quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ thêm những cái thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với hotline dịch vụ đang hiển thị trên màn hình để có thể kịp thời hỗ trợ phục vụ cho tất cả quý vị trên khắp mọi nẻo đường. Và bên cạnh đó, nếu quý vị có những đóng góp nào, đừng ngần ngại chia sẻ với Saigon Four của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip lần này. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.